xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Adrop, kênh chuyên làm những sự kiện Adrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để không bỏ lỡ một dự án nào mà mình chia sẻ trong kênh. Sau video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Adrop từ dự án BTL Finance. Để tham gia vào sự kiện Adrop từ dự án này, mọi người click vào link mình để dưới phần mô tả video. Về tổng buôn giải thưởng của sự kiện này là 1 triệu token có ký hiệu là BTNF. Về sự kiện Adrop này là một sự kiện dành cho tất cả mọi người tham gia. Và mỗi người sẽ nhận được là 40 token BTNF từ dự án này. Sự kiện Adrop sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 2 năm 2022. Dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 19 tháng 2, 2022 khi sự kiện kết thúc. Tiếp theo, mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ trang mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên, mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án này trên Telegram. Sau đó, mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter, like về review bài post của dự án này. Về sau đó mọi người gắn thẻ ba người bạn của mình. Mọi người tiến hành follow dự án. Tiếp theo mọi người tiến hành like về review lại bài post này. Sau đó mọi người tiến hành vote tweet về gắn thẻ ba người bạn của mình. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người tiến hành click vào Submit My Data để tiến hành điền lại thông tin của mình vào chatbot. Mọi người tiến hành điền nhập profile link Twitter của mình. Rồi đây là profile link Twitter của mọi người. Sau đó mọi người copy vào về gửi vào chatbot. Cuối cùng mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mà Binance Smart Chain. Mọi người có thể sử dụng ví MetaMask hoặc có thể sử dụng ví Chocolate. Và sau đó mọi người kiểm tra lại tất cả thông tin của mình trên chatbot, từ username Telegram, thứ hai là profile Twitter của mọi người. Tiếp theo mọi người tiến hành kiểm tra lại địa chỉ ví của mọi người có đúng hay không. Sau đó mọi người tiến hành click vào confirm để tiến hành xác nhận. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà dự án BTN Finance yêu cầu, mọi người sẽ nhận được 40 token có ký hiệu là BTNF. Và để nhận thêm phần thưởng từ dự án này, mọi người có thể copy lên rep của mình mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện. Cứ mỗi một rep mọi người mà được để tham gia sự kiện này, mọi người sẽ nhận thêm 4 token từ dự án. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.